Hello, xin chào các bạn nha. Nói chung mình ai cũng vậy bạn, mới nuôi á mình không biết thời gian mà mình ghép cặp như chim này nè, các dòng khác cũng vậy nữa. Không biết bao nhiêu lâu nó đẻ ha. Nói chung mình cũng nuôi thì mình cũng kinh nghiệm thôi. Nhiều khi mình mua trúng cái cặp nó hơn đó, nó siêng đẻ về chừng ghép chừng 2 3 tháng là nó bắt đầu nó tha rác, nó làm ổ là nó đẻ. Còn nhiều khi mấy bạn á mua trúng cái cặp như con mái thì nó lớn tháng hơn, hoặc là con trống nó già hơn vậy. Nhiều khi nó chịu ở mà thời gian mái nó chưa chịu bạn thì nó cũng lâu nữa ha. Nói chung mình nuôi này nó không có ấn định được cái biết cái ngày nó đẻ bạn. Mình cho ăn uống phụ thuộc vào mình cho ăn uống nè, thời tiết đâu vậy nữa. Chẳng hạn như mấy cái vùng phía trong Nam này là thời tiết thì nó nắng mưa thì nó có 2 mùa thôi, nắng yêu cầu cho ăn đầy đủ là nó đẻ quanh năm à. Còn nhiều khi ngoài Bắc á, vào mấy cái tháng mùa xuân, mùa thu rồi, mấy cái tháng nó lạnh đó bạn, những cái mùa mà nó lạnh á là nó không có đẻ không? Tại vì đẻ lạnh ra nó ăn con, nó đâu phải nó úm hoài bạn, nó phải đi ăn, nó kiếm mồi rồi nó mới cho con nó ăn ha. Thì mình mấy bạn cứ nuôi chim sinh sản này, mấy bạn cứ lại cái chỗ nào mà ta nuôi sinh sản á, rồi người ta đẻ luôn á, ta bao đẻ luôn á, chẳng hạn như nó đẻ rồi mình ta cũng có bán nữa bạn. Rồi mình nó mua, nói chung là mua hơi cao chút, cao giá chút. Còn mình nuôi những cái con bổi mà người ta mấy cái tiệm chim mà người ta thu mua về á, nó nhiều nguồn á, khác nhau các bạn. Thì nhiều khi mình mua trúng cái con trống nó già, con mái nó tơ thì nó về nó lâu. Còn 2 con cỡ thì nó về nó làm quen thời gian thì nó khoảng tháng 2 tháng 3 tháng gì đó rồi nó bắt cặp, nó làm ổ, nó đẻ. Nói chung vậy chứ không phải thường thường cu con hay gì cũng vậy bạn. Mình nuôi là khoảng 8 9 tháng là ăn no đầy đủ là nó đẻ à. Còn mà mình cho ăn thiếu thiếu thì nó lâu đẻ chút, chẳng hạn như bữa đói bữa no thì nó không đủ thức ăn mà nó cũng không đẻ. Nói chung chim này thì nó có mồi, thức ăn đầy đủ dư thì nó mới đẻ nuôi con đó bạn, chứ nhiều khi bản thân nó nuôi không ăn không đủ mà nó đâu có đẻ. Mình nuôi với điều kiện nuôi nhốt là không ấy, là nó bỏ con đó, nó chỉ ăn nó no nó mới đút cho con đó. Cho nên mình mấy bạn cứ mình nuôi đi, thì nói chung nuôi cu mà chủ yếu nghe tiếng gái, mình làm cái lồng nó nuôi số lượng ít á, mình làm lồng gọn gọn thôi, mình chừng mét vuông cao mét rưỡi gì đó. Nói chung làm lồng càng rộng càng tốt mà cho nó giỏi, nó có đánh nhau nó rộng nó bay được, hoặc là tối có chuột hay có rắn gì đó vô cái nó còn bay nó rộng đó bạn, nó bay nó né được, chứ không thôi là cái nó sẽ bị những cái con đó nó phá mà, nó cắn. Nói chung chuột nó cũng cắn cu. Nè của mình hồi lúc trước có mấy cặp ạ, mình đẻ nó đẻ đó, mình lúc trước mình cũng có bán, giờ nói chung mình còn mình để nuôi à, không có bán nữa. Nói chung bán qua mạng á, nhìn anh nhìn vô trong cái điện thoại nó khác, còn hoặc là anh nhìn ở ngoài nó khác mà. Tại vì điện thoại nó có tính năng nó làm cho cái lông hoặc là con ấy là nó sắc nét hơn ha. Còn mình nhìn ngoài nó khác, nó như mình nhìn trong giày chứ mình ra ngoài thấy nó đổ lông lùm la đang mà nó đang thay lông á. Giờ nói chung giờ mình không có bán nữa. Nói tóm lại là nuôi chim này thì nó khó lắm, tùy theo cặp thì nó 2 3 tháng nó đẻ, mình ghép 2 3 tháng đẻ, có khi cả năm năm mấy cũng có đó bạn, có khi nó không đẻ luôn nữa. Nói chung vậy
mình hên á thì chẳng hạn như mình nuôi đây, mình làm video mình sao túng cái cặp thì nó về 2-3 tháng là nó đẻ, là mình quay mình chia sẻ cho bạn. Còn mấy bạn mua gặp cái trúng cái cặp nó không đẻ 1-2 năm nó sâu, giờ kêu mình chỉ mình cũng bó tay thôi. Mình chỉ biết là bạn cứ cho ăn thức ăn nè, lúa thức ăn nước nôi cho nó tắm, làm chuồng có ánh nắng nè ha, rồi ổ ổ mình làm cũng đừng cho kiến đồ phá thôi. Mình cũng chỉ vậy thôi, chứ còn mà cái con cu mái mà nó hoặc con trống nó chín là thôi mình cũng bó tay luôn rồi. Chỉ cách là một mình đổ con cu trống hay đổ con cu mái thì thôi. Thì nói chung nó cái lòng mình thì chó nó ra nó vô thường, bởi mấy con cu này nó cũng quen rồi bạn, nó không có bay nữa. Nhiều khi mấy con nào lạ lạ vô là nó bay rần rần. Thôi bây giờ của mình chia sẻ cho các bạn, nói chung mình nói một số ý thôi chứ mình cũng cu mà nói chung nó đẻ lúc nào hay không mình cũng không được, không 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 có ấn định được mà thời gian, cứ mình cứ nuôi thôi. Để mấy bạn cứ mua trúng cái cặp nào mà nó siêng đẻ ha, với nó cùng lứa tuổi á thì nó về nó lẹ đẻ, còn mà cái trúng cái cặp nào mà nó ấy thì nó vài tháng nửa năm 2-3 năm có khi nó không đẻ luôn đó. Thì mình chia sẻ và nói số ý cho các bạn tham khảo ha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào cái video tiếp theo. Nếu có gì mà thắc mắc về nuôi chim sinh sản nè, cu thì mình mấy bạn cứ để lại bình luận đây, mình cứ cái nào mình biết thì mình chia sẻ mình chỉ cho mấy bạn thôi, chứ còn cách khắc phục thì sao đó mình cũng làm video mình chia sẻ cho các bạn ha. Nói chung cu mà nhiều khi nó dở trứng bất thình lình mình cũng không biết được, mà có đẻ lúc đẻ 2 trứng lúc đẻ 1 trứng đó. Đẻ liên tục mấy tháng cái nó ngưng đẻ. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào cái video tiếp theo, bye bye.